Thử thách của chương trình thì mang đến em đến cảm giác rất là thú vị. Đó là vừa nóng, vừa ngộp mà vừa không nhìn thấy gì luôn. Nếu mà không có sự giúp đỡ từ ban giám khảo thì chắc là sự việc của em sẽ là dùng 5 phút để nghỉ ngơi chứ sẽ không cố gắng để làm bánh. Công đoạn của mình bây giờ đang là phần bạt bánh. Thế là nó ra gần hết rồi đấy. Anfoods Professional cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh. Thế tự nhiên nó đùng phát là nó bị gãy thì các phần bánh của chúng ta còn những giây cuối cùng để hoàn thiện chiếc bánh của mình. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ! Anfoods Professional cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh. Chiếc bánh khúc cây này mình làm là vị kem trà đen, mọi người sẽ đều làm bánh vị sô-cô-la là chính. Mình lại thích kết hợp nó đúng với hương vị của khúc gỗ ấy. Về phần ngoài thì mình có làm một ít bánh trà xanh. Nó cũng như kiểu một khúc gỗ mà để lâu ngày ấy, nó sẽ mọc rêu lên. Đề bài là khúc gỗ. Thường thường đúng là nếu mà với cái đề tài này thì em nghĩ là mọi người sẽ đều làm trái cây hay là vị sô-cô-la là nhiều. Chỉ có những cái dòng trà ấy, thì người ta mới thêm các cái hương vị, ví dụ như khói, các cái thân gỗ hay là các cái vỏ trái cây. Ví dụ như ở trà đen ấy, thì là nhiệt độ để ủ ấy, nó phải là 100 độ. Mà sữa thì nó chỉ đạt đến 60 độ là độ sôi của sữa rồi. Thì em cho sữa thêm một lớp áo là đường để cho sữa nó tăng lên cái phần chịu nóng. Sau đó thì sữa đạt đủ độ sôi thì em bắt đầu mới ủ trà. Thì cái lá trà nó vừa đủ để nở cái lá ra. Em có một thời gian làm pha chế, em mới nghĩ đến hương vị là trà. Có một cái hơi tiếc là cái phần nhân thì em muốn làm thêm cái phần jelly là trân châu nhưng mà nó không có kịp giờ. Mình có lẽ tự tin nhất vẫn là phần cái lõi của cái bánh. Cái vỏ thì bây giờ nó hơi bị lỗi rồi. Anfoods Professional cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh.